Cả hai con nó đầu lại, hai con đầu lại. Đầu lại. Đồng một đêm. Đó thì nó lăn chỉnh đều luôn. Cháu sạt đi, cháu sạt đi, cháu sạt đi. Sạt nữa đi, vì nồi cấy nó cần trai đâu. Không, không. Sạt tí nữa, sạt tí nữa. Đó rồi nồi chỉnh đều đúng cái mai quá. Cháu cháu đang nhận. Lường quá rồi quét. Anh cần nâng hơi thì nó quay anh cần ơi. Nướng nâng hơi thì nó quay nó đừng có bò sát. Em có bò sát. Nào cũng lại quét chứ dài thì. Quay cho ròn thôi. Có sạt quá thông ơi. Chuẩn bị tốn tiền nữa. Thịt ba chị không ướp được rồi. Để danh thì anh Thắng ạ. Thắng cái nửa đây chân nửa đó.
hẳn phải ngồi đấy mà trực, không trực là hẳn vẫn không ngon. Mà đang ra dưới ní nữa đó này. Rớt rớt, đúng rồi. Anh cho áp sát cho nơi. Đừng có xìa, giá, giá đừng có xìa. Trời ơi. Cái nửa này chứ. Nóng chứ hẳn ta kêu đừng vừa nặng đây. Con về tên quên này chạy. Cái này là chạy thôi. Cái này cái kiểu ăn nở ra này. Cháu đường lên gãy thống ơi. Cháu đường tên lên cái. Bỏ đó. Không cho sạt sạt cái con đà đó. Trần kêu đúng được trần bên ngoài đây. Trần thương ngoài ạ. Trần thương ngoài chứ trần đúng được. Trần thương ngoài. Sạt quá, chạy không? Thank you.
Mày mày quay gà Văn Thông. Đây. Văn Thông quay gà nhá. Đấy, em xem Văn Thông quay gà nhá. Anh Thông không có này. Thấy à? Cái cặp cái sạch nhá. Cặp nó nhỏ hơn cặp cái nhự đó. Cái túi sạch á. Đẹp ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.